Việt Nam không cần kẻ quỷ quyệt dạy cách giữ chủ quyền biển đảo. Các... Nhìn cả chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam đến nay, hiếm ai hoài nghi tình yêu đất nước, ý chí bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của người Việt. Ấy thế nhưng, vì động cơ đen tối, gieo rắc dạ tâm chia rẽ đại đoàn kết dân tộc chống phá chính thể hiện nay, vẫn có những kẻ của đấm ăn xôi ngày ngày nghĩ ra đủ chiêu trò để khích bác chọc phá chẳng hạn mới đây vin vào cái cớ một số tàu biển của trung quốc đài loan và một số nước khác xâm phạm chủ quyền biển đảo của việt nam không ít kẻ nhai lại điệp khúc cũ bài xích kích động và trắng trợn xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách đối ngoại của đảng nhà nước ta có liên quan về vấn đề chủ quyền biển đảo việt nam và lợi ích quốc gia trên biển họ quy chụp vu cáo rằng đảng nhà nước và quân đội ta sợ trung quốc không dám đối đầu với bọn cướp biển nhu nhược hèn nhát không quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo và lợi ích quốc gia trên biển Ngao mạn hơn, còn có kẻ cho rằng, Đảng, Nhà nước và quân đội ta vì đường lối ngoại giao cây tre nên không dám dùng lực lượng hải quân, cảnh sát biển để giải quyết tranh chấp, bất đồng, sự khác biệt trên biển. Lúc nào cũng chỉ muốn đối thoại, đàm phán hòa bình nên để cho Trung Quốc lấn tới ngang ngược, làm mưa làm gió trên biển Đông. Liên tục gây rối quấy phá quần đảo Trường Sa, chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa. Nhưng Đảng, Nhà nước Việt Nam im lặng, không dám nói gì. Thật lãng phí tiền thuế của nhân dân khi chi hàng tỷ đô la mua tàu ngầm ký ốt, nuôi quân đội. Từ đây, với các chiêu trò, thủ đoạn thâm độc, xảo trá, họ ra sức suy tạc sự thật về mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước có biển, tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tâm lý thoát chung, bài chung, thân Mỹ nhằm kích động tinh thần đấu tranh chống đối đảng nhà nước ta, hạ thấp vị thế vai trò, sức mạnh của quân đội, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đây cũng là cái cớ để một số kẻ lớn tiếng kêu gọi đảng, nhà nước ta phải từ bỏ chính sách 40, đòi đảng ta thực hiện liên minh quân sự để bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Với sự lập luận chủ quan, áp đặt, họ suy diễn rằng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục còn bảo thủ, còn cố chấp thì chẳng những Việt Nam không giữ được chủ quyền biển đảo mà còn mất tổ quốc. Đảng ta không thể giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng sẽ mất cả trì lẫn trai. Phản bác những luận điệu này, ông Dương Phương Duy nêu ra mấy ý kiến cá nhân phản bác. Thứ nhất, tư tưởng đường lối chính sách văn kiện chiến lược kế hoạch phát triển của Đảng nhà nước ta từ trước đến nay đều nói rõ rằng biển đảo là một phần bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích quốc gia trên biển là vấn đề trọng yếu, thường xuyên và lâu dài của Việt Nam. Đồng thời luôn khẳng định kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và tất cả các lợi ích hợp pháp chính đáng trên biển Việt Nam đã được luật pháp quốc tế và hiến pháp, pháp luật Việt Nam hiến định rõ ràng. Đảng, Nhà nước, Quân đội đã dám phát ngôn công khai, khẳng định và tuyên truyền rõ lập trường, quan điểm như vậy là nhu nhược hèn nhát, không kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển và đảo, lợi ích quốc gia trên biển. Thứ hai, thực tiễn chứng minh, chưa bao giờ Đảng, Nhà nước và Quân đội ta lơ là sau nhãn nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, thậm chí lo xa, tính xa, lo sớm, nhìn trước viễn cảnh, dồn mọi tâm sinh lực lo cho bài toán giữ vững chủ quyền biển đảo. Ngay từ khi mới giành được chính quyền, thống nhất đất nước, dù dùng ghe tàu thô sơ cũng phải đưa người, quân đội, công binh đi xây và chiếm giữ các đảo. Đồng thời, dù đất nước khó khăn đến mấy, vẫn khai thác, mở rộng, củng cố và xây dựng hạ tầng các biển đảo của Việt Nam đang kiểm soát. Bài học về bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là bài học xương máu về bảo vệ các đảo Gạc Ma, Len Đao, Cô Linh và những đảo khác luôn nhắc nhở chúng ta không bao giờ được nổ súng trước, nhưng không bao giờ nhân nhượng, không bao giờ thỏa hiệp, không bao giờ đánh đổi biển đảo để lấy thứ hòa bình viện vông. Còn trong bối cảnh mới, Đảng phát triển chiến lược chiến tranh nhân dân trên biển tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân an tâm bán biển, phát triển kinh tế, làm giàu từ biển. Thứ ba, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực vô cùng phức tạp như hiện nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện triết lý ngoại giao cây tre mà thực chất là mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt. Lúc này đây, tránh được xung đột, không để xảy ra chiến tranh, giữ gìn, bảo vệ được lợi ích quốc gia dân tộc, chúng ta phải biết nhu cương, biết thời thế và biết thực lực, biết mình, biết người, biết tiến, biết lui đúng lúc, hợp thời là rất cần thiết. Đó cũng là triết lý nhân sinh lấy bất biến ứng vạn biến, lạt mềm buộc chặt mà ông cha ta đã đúc rút từ bài học đấu tranh giữ nước và giữ nước. Ai đó cho rằng Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam sợ sức mạnh quân sự của nước ngoài là sự vu khống, cáo buộc vô căn cứ, sự kích động vô liêm sỉ. Cho nên, những kẻ giả hoạt, chơi trò ném đá dấu tay, chọc gậy bánh xe, hãy dừng lại các hành vi phi nhân tính, dành thời gian đọc lại lịch sử dân tộc Việt Nam nếu còn lương tri con người sẽ thấm thía đạo lý trên.